Và mình sẽ vừa nói chuyện và mình sẽ bật để các bạn xem cái hiện tượng của TV. Thì cái hiện tượng này thì các bạn đã xem rất là nhiều ở trên tất cả những video của mình giới thiệu, các bạn cũng tương đối là nhiều rồi. Nhưng mà để khắc phục sửa chữa ra làm sao, chi tiết như thế nào và chi phí sửa chữa cái ban bệnh này thì khoảng bao nhiêu tiền, và chẳng may những cái dòng TV LG, TV Samsung của các bạn nó chỉ bị một đốm như thế này thôi, hoặc là hai đốm như con này nó bị tất cả các đốm. Nhưng mà với dòng TV nó chỉ bị một hai đốm thì nó cũng hỏng ra làm sao, và cái sửa chữa cũng như cái chi phí sửa có đắt hay là không, thì mời các bạn xem video này của tôi hướng dẫn các bạn cách sửa chữa. Các bạn xem video này của mình, các bạn thấy hay tiện ích thì các bạn đừng tiếc một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh các bạn nha. Sau khi mà mình nhấc cái tấm dẫn sáng này ra thì các bạn có thấy bất ngờ không ạ? Đây, thì các bạn có thấy bất ngờ không ạ? Vâng, tất cả các cúc đây, cúc màn hình thì rất là đẹp đúng không ạ? Nó bị rơi hết ra rồi, nó bị rơi hết ra và nó xô vào một góc như thế này. Các bạn xem, cúc màn hình rơi hết ra và xô vào một góc như này. Đấy, thì đây là cái cúc này, tại sao nó có cái cúc này, cúc áo như này. Và đây là cái dẫn sáng đưa lên để nó tỏa ánh sáng ra. Nếu không có cúc này thì cái đèn led này, cái đèn led này thì nó sẽ chiếu thẳng vào TV và nó sẽ soi ánh sáng nhiều như cái đèn pin ấy. Nhưng mà khi mà các bạn gắn cái cúc này vào, cái chõ led này vào ấy, thì lập tức thì nó sẽ tỏa ánh sáng ra đều, tỏa ánh sáng ra đều. Cũng như cái bóng điện, mà cái bóng điện led này các bạn ấy, cái bóng điện tròn ấy, cái bóng điện led tròn, thấy chưa? Đây. Tại sao cái bóng đèn đấy nó phải có cái bóng tròn dẫn tỏa ra ngoài? Bởi vì đấy là cái tỏa sáng, tỏa ánh sáng ra cho nó đều bốn phía. Đấy, thì cũng như cái cúc này thôi. Đấy các bạn, rất là nhiều nhá. Thì đây, mình sẽ gắn đúng cái điểm của nó bằng cách mình gắn keo của mình. Các bạn xem thì bảo mình làm không chuyên nghiệp bởi vì không có keo chuyên dụng, nhưng mà một người thợ kỹ thuật cái gì nó là sáng tạo. Làm sao mà nó cứ bền cho khách hàng là được. Keo này của mình dán, mình đảm bảo không bao giờ rơi ra được, không bao giờ rơi ra được, mà chỉ đến lúc mà hỏng cái khác thôi, chứ còn cái về bảo vấn đề mà rơi cái chỗ nét này ra thì chắc là không có. Và mình gắn như này 100% là thành công. Mình đã làm rất là nhiều mà chút nó thành công thì mình cũng cho các bạn xem cái hiện tượng này luôn, cái lúc mà mình đã hoàn thành. Vâng, và sau khi mà mình đã gắn xong tất cả các chõ nét thì như các bạn được xem, tất cả các chõ nét đã vào vị trí như lúc đầu của nhà sản xuất tạo ra nó. Vâng, nhiệm vụ còn lại bây giờ thì các bạn chỉ chờ khoảng 10 đến 15 phút để cho cái chiếc TV này, cái chõ nét mà mình cái keo gắn vào ấy nó khô, sau đó là các bạn mở ra như thế nào thì các bạn đóng nắp vào như thế. Vâng, và sau khi mà mình đã sửa xong, đã gắn xong những cái chõ cúc bị rơi ra thì các bạn xem trên màn hình TV rất là ok rồi đúng không ạ? Và không còn bị cái hiện tượng bị như cái đèn pin chiếu từ dưới lên nữa. Đấy, vì vậy mà khắc phục một cái hiện tượng TV thì nó tương đối là vô cùng là đơn giản, cũng không phải là có gì là quá phức tạp đúng không ạ? Rồi, vậy hôm nay chuyển xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm cũng như theo dõi tất cả những chương trình của mình trong thời gian qua. Chúc các bạn sức khỏe, và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn đừng tiếc một like, một chia sẻ, đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày thực tế nhất của mình.
mình sẽ chỉ cho các bạn về cái công nghệ tivi đời cao bây giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.